chị em thuộc tiếp người thích ăn smoothie, cái loại mà sền sệt có thể cho nhiều topping lên trên đó. Vậy thì video clip ngày hôm nay chắc chắn là dành cho các chị em rồi. Bởi vì để có thể xay ra smoothie thì trái cây cần phải đông lạnh, mà đã đông lạnh thì chắc chắn sẽ rất cứng. Vì vậy điều kiện tiên quyết là máy xay phải mạnh. Và chiếc máy xay sinh tố Crystal đang ở bên cạnh Quỳnh đây, trùng hợp lại có thể đáp ứng được điều đó. Hãy bắt đầu chi tiết để đánh giá thêm về nó nhé. Hình dáng bên ngoài của máy xay sinh tố này thì cũng giống với đại đa số khác thôi. Cái quan tâm đầu tiên ở đây là nó có gì. Chúng ta sẽ có một bộ quan trọng gồm thân máy đi với cối xay sinh tố. Để đa dạng xay hơn thì còn có cối xay hạt. Và đặc biệt là có cối xay di động cho chị em tiện xay xong không cần tìm bình san sớt mà trực tiếp mang đi luôn. Điều này không phải chiếc máy xay sinh tố nào cũng có đâu nha. Và việc hãng thấu hiểu nỗi lòng của các chị em hay đi tập gym, tập yoga tiện lợi mang theo là điểm cộng nhiều cho sự tinh tế. Sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu luôn về ba cối xay nha. Với cối xay lớn, cối xay sinh tố có dung tích 1,5 lít, rất to và cũng rất nặng nữa. Không nói ra thì chị em cũng biết vì sao, cối thủy tinh mà, việc nặng là không tránh khỏi. Thêm nữa lại còn có cả độ dày thành cối, thành ra lại càng nặng thêm. Cho nên các chị em nhớ cẩn thận một chút nha, nhất là trong lúc vệ sinh có xà phòng thì càng dễ trơn trượt hơn nữa, nên phải chú ý nha. Bỏ qua đặc điểm này, phải nói với cối thủy tinh dày dặn thì thể hiện là máy xay mạnh mới cần thủy tinh dày chịu lực. Bên cạnh đó, thủy tinh thì không ám màu, ám mùi nên vệ sinh cũng sẽ nhàn nữa. Song hành cùng với cối xay sinh tố là nắp nhựa có gioăng cao su đậy kín vừa khít, không lo bị bung trong lúc xay. Ngoài ra, nó còn có thêm miệng nhỏ để chị em tiếp thêm nguyên liệu lúc xay vào và nắp đóng cũng là cốc nhỏ dùng để đong đo sữa, đường, mật ong gì đó. Không giống với cối xay sinh tố, cối xay hạt và cối xay di động được làm bằng nhựa, nhưng yên tâm đây là nhựa an toàn. Bởi khi nhìn trên cối, bạn sẽ thấy dòng chữ BPA free, tức là nó đã được cơ quan chức năng chứng nhận an toàn cho quá trình sử dụng. Riêng về cối xay di động, để tiện cho các chị em mang đi thì nó còn có thêm nắp đậy đi kèm và có luôn que sách như thế này. Xay xong mình chỉ cần tháo lưỡi dao ra rồi thay bằng nắp đậy là gọn gàng mang đi. Nhắc tới lưỡi dao thì tương ứng với từng cối là một lưỡi dao riêng biệt và đều bằng inox 304 sắc bén. Trong đó, lưỡi dao của cối xay sinh tố và cối di động được trang bị tới 6 cánh và có răng cưa. Điều này chứng tỏ là máy còn có thể xay được đá đó. Thế nên cũng không có gì lạ khi bảng điều khiển có chế độ dành cho xay đá. Và như Quỳnh có nói lúc đầu là chiếc máy này hướng đến việc xay smoothie bằng trái cây đông lạnh, thế nên không thể nào thiếu chế độ xay sinh tố. Cả hai chế độ xay đá và xay sinh tố đều hoạt động tối đa trong 60 giây rồi ngừng. Riêng chế độ xay đá thì hơi khác một chút, nó cứ lặp đi lặp lại chu trình chạy 1 giây, ngừng 1 giây cho đến hết 60 giây thì thôi. Cách hoạt động này cũng bởi vì đá có cấu tạo cứng, nó cần có độ nghỉ để máy không bị quá tải khi xay và cũng tránh bị kẹt nữa. Riêng với máy này thì nó xay tốt với lượng đá tầm 200g thôi mà là đá bi nha. Lúc xay máy tải đá mượt, kết quả thu được cũng rất ok, đá nhuyễn tầm 80%, vẫn còn có vài cục chưa được xay. Chị em muốn đều hơn để ăn đá bào thì trộn lại rồi xay tiếp lần nữa nha. Ngoài những điểm hơi khác kể trên thì máy cũng có chế độ nhồi cơ bản dùng để vệ sinh và điều chỉnh tốc độ từ min đến max. Tốc độ thì mình sẽ xoay bằng cái núm vặn này, xoay rất chắc tay, còn có đèn báo hiệu lúc nghỉ và lúc hoạt động nữa. Ok, về cơ bản máy là vậy, vẫn là để xem khả năng xay của nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ chuyển món smoothie bơ chuối nha. Trước đó thì Quỳnh đã đem hai thứ này đi đông lạnh hơn 4 tiếng rồi. Quỳnh xay cỡ một trái bơ to và hai trái chuối, thêm một hũ sữa chua và một ít sữa tươi. Lúc bắt đầu xay, máy tải nhanh nguyên liệu, máy ổn định không bị rung lắc do được cố định bởi 4 chân đế cao su hít chống trượt bên dưới. Tuy nhiên do bơ chuối có độ sệt nên đến giữa trường có hơi chựng lại một chút, chị em có thể dùng thao tác lắc cối để hỗ trợ lực tải cho nó. Đáng lẽ ra có thêm cây khuấy nữa là ok luôn. Thành phẩm smoothie nhận được có độ sánh mịn, nhuyễn đều trong thời gian xay chỉ 1 phút. Chị em thêm topping lên nữa là có ngay tô smoothie ngon lành cành đào rồi. Những dạng smoothie như thế này thì mỗi sáng chị em có thể làm để thay thế bữa ăn sáng cũng được lắm nha. Vừa dinh dưỡng lại còn có tác dụng giữ dáng nữa. Với công suất 1000W và lưỡi dao nhiều cánh có nhiều răng cưa thì chị em cũng thấy là lực xay của máy mạnh, tải nhanh được cả nguyên liệu cứng. Tuy nhiên cũng vì đặc tính này mà máy sẽ ồn khi xay. Trong lúc trải nghiệm, Quỳnh có đo lại để chị em có thêm sự cảm nhận này, mình tham khảo nha. Còn lại cối xay hạt, Quỳnh sẽ trải nghiệm nhanh xay tỏi, xem qua cũng khá ok đó. Về phần vệ sinh cũng giống như những loại máy xay khác, các bạn có thể dùng chế độ nhồi, đẩy sơ bộ cặn nguyên liệu còn dính lại để rửa dễ dàng hơn. Song song đó với những chiếc nắp và lưỡi dao đều có ron cao su đi kèm, khi rửa chị em lưu ý tránh bị thất lạc sẽ gây ảnh hưởng lúc sử dụng nha.
Sau khi xem qua chi tiết về chiếc máy xay sinh tố này, chắc là các chị em tập gym hay tập yoga cũng đang tăng tia rồi đúng không? Cũng bởi lý do máy xay mạnh lại còn có thêm cối xay di động, có thể xem như là một bình nước tiện lợi mang theo dễ dàng. Tuy nhiên, để gia đình sử dụng cho nhu cầu bình thường thì cũng rất ok nha. Hơn nữa, nếu như gia đình bạn có trẻ em thì tập cho các bé ăn rau củ quả bằng cách xay smoothie là vô cùng hiệu quả đó. Chi tiết giá của sản phẩm Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả. Sau khi mọi người xem xong còn đắn đo thì cũng không có sao, bởi vì chiếc máy này còn có thêm một phiên bản 800W với chiếc giá yêu thương hơn cho chị em cân nhắc đó. Trước khi rời đi thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh Điện Máy Xay nhé. Bye bye cả nhà!